xin thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường trình bày kế hoạch triển khai và thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực năm học 2012-2013. Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Na Hàng đã triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Thầy giáo cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và có ý thức vươn lên rèn luyện khả năng tự học của học sinh, chống các hành vi bạo hành trong trường học. Tổ chức các hoạt động như hội thi thí nghiệm thực hành của học sinh, hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên, ngày hội sử dụng tiếng Anh, hội thi thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa các tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, chủ động tự làm các thiết bị trong công tác giảng dạy.